Xin chào các bạn đã đến với kênh của Hiền Toyota nha. Và hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn nào yêu thích Camry, một cặp Camry đẹp nhất từ xưa đến giờ mình mới quay. Tại vì đẹp vì sao? Bạn này vừa mới đăng ký K.5Q, đăng ký năm 2022. Bạn này là cuối 2021. Bạn này mới chỉ có 1.800 đến 2.000 km. Và bạn này cũng rất là mới. Và chúng ta cùng xem giá bạn này nhé. Bạn này là đăng ký lần đầu tiên nhập về Việt Nam năm 2022, sản xuất năm 2021 nha các bạn. Bạn có thể gọi bạn này như mới cũng được, tại vì mới có chưa tới 2.000 km. Đây, nội thất của bạn đó nè. Đi tới đi lui này 2.200 km rồi. 2.000 km thì cứ gọi là xe mới đi ha các bạn. Nè, các bạn nhìn lại mà. Xe này là Camry 2.5Q nhập Thái nha các bạn. Đó. Nhập về tháng 2 năm 2022, đăng ký lần đầu 2022 luôn. Rất là đẹp. 2.5Q thì full option ha. Phanh tay điện tử và 3 chế độ lái nè. Màn hình Android, màn hình tích hợp zin theo xe ha. Có tích hợp chỉ đường nha các bạn. Và các chức năng trên vô lăng đầy đủ nè. Đây là bộ nhớ ghế ha, hai bộ nhớ ghế. Này còn chưa lột ni lông nè, thôi mình lột luôn nha. Xe mới quá. Đây các bạn nhìn nè, còn mới nè. Bước chân nè. Ghế chỉnh điện đây ha. Xe rất là mới. 2.5Q. Màu trắng nha các bạn, màu trắng ngọc trai ha. Và đây. Đây là nội thất phía sau nè. Đây là bạn 2.5Q nhập về Việt Nam năm 2022, mới có 2.000 km. Và giá của bạn này hôm nay là 1 tỷ 280 triệu nha các bạn. 1 tỷ 280. Được cái đăng ký 2022 ha. Màu trắng cực kỳ đẹp. 2.000 km thì như mới rồi. Còn chỉ zin nè. Xe này bảo hành cho các bạn tới năm 2025 luôn nha các bạn. Bảo hành chính hãng. Bạn nào thích đổi xe thì lên đổi xe ha. Kể ra rẻ hơn xe mới gần 300 triệu rồi. Rẻ hơn 300 triệu cũng đáng để cho các bạn đổi xe, rất là mới. Các cái ni lông còn chưa bọc ra nè. Như mới ha. 2.5Q. Cái lột ni lông này thôi, để các bạn tự lột đi, mình không có lột. Và mình quay sơ máy cho các bạn này ha. Đây là máy nè. Ốc cabo đây các bạn. Zin ha. Những chiếc xe này giống như xe mới rồi nên mình đảm bảo cho các bạn là zin hết. Ốc cabo chưa tháo mở. 2021 cũng nhập về Việt Nam, sản xuất năm 2021 luôn các bạn. Bạn này màu đen ha. Nội thất kem, bạn kia thì nội thất xám. Còn bạn này thì nội thất kem. Cũng rất là đẹp, 16.000 km. Sản xuất 2021 nha. Rồi, bạn này cũng biển số tỉnh nha các bạn. Mức tiêu hao nhiên liệu của Camry cực kỳ tiết kiệm là có 7 lít 6 nè, chưa tới 8 lít. Và nếu bạn chạy đường trường chỉ có 5 lít 4 thôi. Đây cũng là Q. Rất là đẹp đây. Màn hình cảm ứng sau. Bạn nào thích đẹp da màu kem thì chọn bạn này. Còn bạn thích nội thất xám hơn thì chọn bạn trắng ha. Rồi, 2.5Q. Mình coi bạn này vỏ sơ cua. Vỏ sơ cua cũng chưa lăn nữa. Cả hai bạn đều vỏ sơ cua còn mới tinh ha. 16.000 cây rất là mới, còn bảo hành hết. Bạn này thì sản xuất năm 2021, nhập về Việt Nam năm 2021. Đó, màu đen rất là đẹp. Camry 2.5Q full option nha các bạn. Cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ đẹp ha. Và nội máy của bạn đó nè. Cabo này chưa tháo mở nè, sùng chỉ zin theo xe nè. Bạn này cũng biển số tỉnh nha, biển số 93. Còn bạn bên kia là biển số Vũng Tàu. Hai xe đều còn bảo hành của chính hãng Toyota nha các bạn.
Và bạn này giá 1.260.000 nha các bạn. Bạn này chạy 16.000 cây, 1.260.000. Còn bạn kia là 1.280.000. Bạn kia thì đăng ký 2022, sản xuất 2021. Còn bạn này là sản xuất năm 2021 và đăng ký năm 2021. Đó, hai bạn Camry rất đẹp. Thì đang quay gửi đến các bạn hai bạn Camry 2.5Q siêu lướt ha. Quay tại cửa hàng hiện Toyota 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Các bạn nhìn đi, màu trắng, màu đen rất đẹp ha. Và số điện thoại của Hiền là 0908 666 999, 0903 72 13 75. Và số Zalo ở trên góc trái màn hình là 0902 666 999. Các bạn cứ kết bạn Zalo và cần hình ảnh mình sẽ gửi cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và trong đây, nếu bạn nào thích giá Camry rẻ hơn thì mình còn khá nhiều lựa chọn cho các bạn. Camry 2015 nè, mình có hai bạn nè. 2015 ha, giá 770 triệu. 2015 nè, biển số Sài Gòn nhé. Camry 2013-14 nè, 2013-14 biển Sài Gòn luôn nè, giá 670 triệu. Và hai bạn này thì mình đã đưa lên clip 2-3 lần rồi, màu bạc ha và màu trắng, nhiều lựa chọn cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại.